5 sự thật thú vị về Fernando Torres có thể bạn chưa biết. Số 1, biệt danh El Nino được mọi người đặt cho Torres do anh có gương mặt vô cùng baby như một đứa trẻ. Tuy nhiên, Torres chia sẻ rất ghét biệt danh này vì mọi người không gọi anh bằng tên thật mà lại luôn nhớ đến cái tên El Nino. Số 2, Torres bắt đầu chơi bóng ở vị trí thủ môn. Tuy nhiên, sau một lần bị sút bóng gãy răng, mẹ Torres đã cấm anh chơi bóng và El Nino phải chuyển lên đá tiền đạo để tiếp tục đam mê. Số 3, thần tượng của Torres không phải huyền thoại bóng đá nào mà chính là nhân vật truyện tranh Tsubasa. Đây cũng chính là khởi nguồn cho đam mê của Torres. Số 4, Fernando Torres là một good boy chính hiệu khi vợ của anh chính là mối tình đầu. Hai người quen nhau từ khi El Nino còn là một cầu thủ trẻ của Atlético Madrid. Số 5, Torres có đam mê đặc biệt với việc tập gym. Hiện anh đang có một chuỗi phòng gym vô cùng hiện đại ở Tây Ban Nha.